Thưa quý vị, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu mở đợt cao điểm xử lý xe quá tải trong 2 tháng cuối năm nay. Đặc biệt là để nâng cao trách nhiệm của lực lượng thực thi công vụ tại các trạm kiểm soát trên đường thì cán bộ tại trạm cũng sẽ bị xử lý nếu để xe quá tải lọt trạm cân. Theo Thanh tra Bộ Giao thông Vận tải, nhiều địa phương đến nay vẫn không nỗ lực tham gia kiểm soát tải trọng xe, dù chủ trương này đã triển khai trên cả nước từ 2 năm nay như tỉnh Phú Thọ, Lâm Đồng. Còn tỉnh Quảng Bình thì sau nhiều lần đề nghị, đến ngày 29 tháng 10 mới có quyết định thành lập trạm cân ở địa bàn. Trong khi đó, một số địa phương thực hiện nhưng lại không nghiêm, không quyết liệt, khiến xe quá tải vẫn ngang nhiên lộng hành. Để xử nghiêm xe quá tải, Bộ Công an cho biết sẽ hậu kiểm tất cả các đơn vị công an kiểm tra tải trọng xe trên đường. Nếu xe đi qua trạm trước mà đến trạm sau phát hiện quá tải thì truy lại trạm trước. Với đường cao tốc, lực lượng cảnh sát giao thông kiểm tra ở hai đầu đường. Nếu xe quá tải lọt vào các nhánh ra vào đường cao tốc ở địa phận tỉnh nào thì công an địa phương đó phải chịu trách nhiệm. Bộ Công an hiện cũng đang tổ chức các đợt kiểm tra đột xuất đối với các trạm kiểm soát tải trọng xe nhằm phát hiện tiêu cực tại chính các trạm này và lực lượng thực thi nhiệm vụ.